Với hơi thở thứ năm, chúng ta đi sang lĩnh vực của cảm giác. Chúng ta có thể nhìn cơ thể ta như một dòng sông. Trong cái dòng sông đó, mỗi tế bào là một giọt nước. Tại vì cơ thể chuyển biến, thay đổi trong từng giây từng phút. Giây phút nào cũng có tế bào chết và giây phút nào cũng có những tế bào mới sinh. Nó không phải là một thực thể bất động, nó là vô thường, nó là một dòng sông. Thì bây giờ đây chúng ta ngồi trên bờ của dòng sông thứ hai, cũng ở trong cơ thể. Đó là dòng sông cảm giác. Nó có một dòng sông cảm giác, nó chảy đêm và ngày. Và mỗi giọt nước, mỗi cảm giác ở trong dòng sông đó là mỗi giọt nước của dòng sông. Những cảm giác nó được phát sinh, nó tồn tại một thời gian, rồi nó tiêu diệt để nhờ nhường chỗ cho những cảm giác mới phát sinh. Và chúng ta có một dòng sông cảm giác. Và cái bài tập thứ năm á, là học làm như thế nào để đem lại một cảm giác mừng vui. Cái người hành giả phải có khả năng đem lại một cái cảm giác vui mừng cho chính mình. Tại vì mình cần có sự nuôi dưỡng. Đem tới cảm giác mừng vui. Hoặc là mình nói một cách vắn tắt là đem tới mừng vui. Và hơi thở thứ sáu là đem tới cảm giác hạnh phúc. Nghĩa là người tu phải có khả năng chế tác sự mừng vui. Người tu phải có khả năng chế tác hạnh phúc. Và vì vậy cho nên mình có thể gọi cái hơi thở thứ năm là chế tác niềm vui, chế tác mừng vui. Và bài tập thứ sáu là chế tác hạnh phúc. Nếu anh chưa có khả năng chế tác được niềm vui cho anh thì anh chưa phải là người thực tập giỏi. Nếu chị không có khả năng chế tác hạnh phúc cho chị thì chị chưa phải là người thực tập giỏi. Và làm thế nào để chế tác mừng vui, để chế tác hạnh phúc? Tại vì chúng ta rất cần những cái giây phút có sự mừng vui và cần những giây phút có hạnh phúc để được nuôi dưỡng. Tại vì chúng ta có những niềm đau cần phải ôm ấp và chuyển hóa. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ mạnh thì chúng ta sẽ không có ôm ấp và chuyển hóa được những niềm đau của chúng ta. Vậy vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nói muốn có đủ sức mạnh để ôm lấy và chuyển hóa những niềm đau thì mình phải tự nuôi mình bằng những cái niềm vui và những cái hạnh phúc mà mình có thể chế tác được. Vì vậy cho nên hơi thở thứ năm là để chế tác mừng vui. Hơi thở thứ sáu là để chế tác hạnh phúc. Mừng vui á, ở trong kinh gọi là hỷ. Chế tác hỷ. Và hạnh phúc trong kinh là lạc, chế tác lạc. Thì Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta nhiều, rất nhiều phương pháp để có thể đem lại một cảm giác của sự mừng vui, để đem lại một cảm giác hạnh phúc bất cứ lúc nào. Nếu mình muốn là mình có thể có niềm vui
và mình có thể có hạnh phúc. Hay như vậy đó. Trước hết đó, là cái phương pháp buông bỏ. Buông bỏ. Buông bỏ có thể đem tới niềm vui và hạnh phúc. Cái này từ gọi là ly sinh. Ly sinh hỷ và ly sinh lạc. Tức là niềm vui nó phát sinh ra từ cái sự buông bỏ. Cái hạnh phúc này được phát sinh ra từ cái khả năng buông bỏ. Đây là một ví dụ. Mình ở một thành phố lớn, rất là ồn ào, rất là bụi bặm, và cuối tuần mình muốn thoát ra khỏi thành phố. Mình lấy cái xe của mình, mình đem một ít chai nước, thức ăn, và mình cố tình đi về miền quê để sống 2 ngày cuối tuần. Và 1 giờ đồng hồ sau thì mình rời khỏi thành phố và mình bắt đầu thấy được những cái ruộng nương xanh tốt. Mình bắt đầu nghe cái gió nó thổi ở trên má của mình. Mình nghe tiếng chim, mình thấy những cái cây dừa, cây cao. Mình rất là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc mà mình đạt được đó là do mình đã có khả năng bỏ lại sau lưng cái thành phố bụi bặm và ồn ào kia. Và vì vậy cho nên buông bỏ là một trong những cái sự thực tập có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc, gọi là ly sinh hỷ và ly sinh lạc. Có nhiều cái mình có thể buông bỏ được. Ví dụ như mình có một ý niệm, mình có một ý niệm, ví dụ như nếu mà tôi không có được cái đó thì tôi sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Nếu mà tôi không có loại trừ được cái đó thì không bao giờ tôi có hạnh phúc. Thì mình có những ý niệm như vậy. Và những ý niệm đó nó không làm cho mình có hạnh phúc. Và có thể mình có ý niệm đó nhưng không bao giờ mình thực hiện được ý niệm đó. Nếu tôi không cưới được cái người đó, chắc là tôi không nên sống làm gì. Nếu tôi không có bằng cấp đó, nếu tôi không có cái địa vị đó, thì sống không có nghĩa gì hết. Mình đưa vào trong đầu mình cái ý niệm như vậy. Và rốt cuộc mình cứ khổ hoài, không có niềm vui, không có hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình bỏ nó được ra ngoài, thì tự nhiên hạnh phúc đó vào nó tới. Niềm vui và hạnh phúc nào ào nó tới. Thành ra ý niệm, những cái tư tưởng của mình, nó cũng là cái nguyên do nó làm cho mình đau khổ. Thành ra mình phải xét coi mình có những ý niệm nào, những cái thành kiến nào cần phải buông bỏ. Và càng buông từng nào thì càng có hạnh phúc từng đó. Cái đó gọi là ly sinh hỷ, ly sinh là hạnh phúc, niềm vui có được là nhờ buông bỏ. Cái phương pháp thứ hai mà buộc dạy để có thể chế tác mừng vui và hạnh phúc đó, là cái phương pháp chánh niệm, gọi là niệm sinh hỷ lạc. Niệm, quý vị đã biết rồi, niệm là cái năng lượng, nó giúp cho mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại và biết được, nhận diện được những cái gì đang thực sự xảy ra trong giây phút đó. Niệm giúp cho mình biết rằng đây là hơi thở vào. Và khi mình thở vào thì mình biết rằng mình là một sinh vật. Mình là một người đang còn sống. Và biết rằng mình đang còn sống, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Tại vì những người chết rồi làm sao mà thở vào được. Và vì vậy cho nên khi mình thở vào thì tự nhiên mình giác ngộ được một cái sự thật là mình đang còn sống. Và đang còn sống tức là một phép lạ. Và mình có thể ăn mừng cái phép lạ đó bằng cách là thở vào và thở ra. Chỉ cần thở vào thôi, chỉ cần thở ra thôi là có hạnh phúc. Và tại vì mình thở vào có chánh niệm, mình thở ra có chánh niệm, cho nên cái năng lượng của chánh niệm nó cho mình biết là mình là một cái thực tại mầu nhiệm.
và xung quanh mình là những cái sự sống màu nhiệm. Và vì vậy cho nên khi mà có niệm thì tức là có niềm vui và có hạnh phúc. Và mình có thể nói là chánh niệm là một nguồn suối vô tận của hạnh phúc. Chánh niệm đem ra, đem tới cho mình rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ví dụ tôi thực tập thở vào, tôi có ý thức về trái tim tôi. Trái tim tôi nó rất là dễ thương với tôi. Nó làm việc đêm ngày để bơm máu, nuôi các tế bào trong cơ thể. Tôi thì còn ngủ được 5 giờ, 6 giờ mỗi đêm. Nhưng mà trái tim tôi thì nó làm việc liên tục, non-stop. Ấy vậy mà tôi có chưa bao giờ lân mẫn để ý, thương yêu, lưu tâm đến trái tim tôi. Tôi có thể hút thuốc, tôi có thể uống rượu, có thể thức đêm. Và tôi làm cho trái tim tôi nó mệt nhoài, rất là tội nghiệp. Bây giờ đây, tôi thở vào một hơi. Và tôi đem cái năng lượng chánh niệm để nhận diện sự có mặt của trái tim. Thở vào, trái tim của ta ơi, ta biết ngươi có đó. Và mình ôm lấy trái tim bằng cái sự trân quý, bằng cái ý thức của mình. Thì mình biết rằng trái tim của mình nó đang được đối xử, không có được dễ thương lắm. Do cái chuyện mình hút thuốc, mình uống rượu, mình thức khuya. Và vì vậy cho nên tự nhiên mình phát sinh ra cái niềm thương. Và mình nghĩ rằng từ đây về sau mình sẽ không có uống rượu, không có hút thuốc, không thức khuya nữa. Để cho cái trái tim của mình nó có hạnh phúc. Và khi mình ôm lấy trái tim với chánh niệm thì mình nhận ra một điều rất là mầu nhiệm. Là trái tim của mình nó đang vận hành một cách rất là bình thường. Có những người không có một trái tim bình thường và họ rất là sợ hãi. Họ có thể bị đứng tim bất cứ lúc nào. Họ có vấn đề tim mạch. Và cái điều mơ ước của họ sâu sắc nhất là có một trái tim bình thường như là trái tim của bất cứ ai. Và mình khi thở vào thì mình giác ngộ một sự thật là mình có một trái tim bình thường. Và mình có thể ăn mừng cái sự kiện là mình có một trái tim bình thường. Và đó là do niệm. Thở vào, tôi ý thức về trái tim tôi. Tôi ý thức về sự có mặt của trái tim tôi. Thở vào, tôi biết trái tim tôi là một trái tim bình thường, mạnh khỏe. Và cái ý thức đó, nó đưa tới niềm vui và hạnh phúc. Cái đó là niềm sinh hỷ lạc. Và đâu phải ở trong cơ thể chỉ có trái tim thôi. Cái gan của tôi có thể cũng còn tốt. Cái thận của tôi cũng có thể còn tốt. Hai chân của tôi còn mạnh, tôi có thể nhảy được, tôi có thể đi thiền hành được, chạy được. Biết bao nhiêu là cái điều kiện của hạnh phúc nó có đó, mà tại vì không có ý thức, không có niệm cho nên tôi không có hạnh phúc. Cho nên trở về với năng lượng của chánh niệm, nhận diện những điều kiện hạnh phúc mình đang có, thì tự nhiên có vô số hỷ và vô số lạc, vô số niềm vui và vô số hạnh phúc. Và khi mình nhìn ra, mình thấy trời xanh, mây trắng, chim hót thông reo, hoa nở, biết bao nhiêu là màu nhiệm của sự sống. Những người thân của mình còn sống và được mình được sống chung dưới một mái nhà, bao nhiêu là điều kiện của hạnh phúc nó dư dả để cho mình có hạnh phúc liền bây giờ, mình khỏi cần phải chạy đi tìm thêm nữa. Thì tất cả những cái đó là đều là công dụng của niệm. Và vì vậy cho nên hễ mà thực tập thở vào, thở ra, trở về và tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì tự nhiên hỷ nó sinh ra và lạc sinh ra liên tiếp. Đó là cái phương pháp buộc dạy để có niềm vui và để có hạnh phúc. Và mình có thể kết luận rằng năng lượng chánh niệm là một nguồn suối vô tận của hạnh phúc. Mà năng lượng chánh niệm có thể được chế tạo bằng hơi thở vào và hơi thở ra. Ly sinh hỷ lạc, niệm sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc. Định cũng là một cái loại năng lượng. Khi nào mà mình có chánh niệm thì bắt đầu mình có định. Ví dụ như khi mình
ý thức được sự có mặt của bông hoa, thì mình có chánh niệm về bông hoa. Nhưng mà nếu mình duy trì cái chánh niệm đó được lâu dài thì mình chú tâm vào cái bông hoa đó nhiều hơn, và như vậy thì cái định nó sinh ra từ cái niệm, và định nó càng hùng thì niệm nó càng hùng, và càng hạnh phúc mình nó càng lớn. Ví dụ như khi mình uống một tách trà thơm, mà nếu mình có niệm thì mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mình có thực trong giây phút hiện tại thì chén trà nó cũng trở thành ra một cái gì có thật. Còn nếu mình không có mặt, nếu tâm mình ở chỗ khác, thì rõ ràng là mình uống trà, mình không biết là mình uống trà. Mình là một bóng ma không có thật, mà chén trà cũng là bóng ma không có thật. Tại vì mình đang bị kẹt vào trong những cái lo lắng, buồn khổ, tính toán. Không có ai ngồi đó để uống trà, và không có trà để uống. Rõ ràng mình uống trà như một cái máy. Trong khi đó, nếu mình có hơi thở, chánh niệm, thì tự nhiên mình có mặt thật sự. Thân và tâm nhất như, và mình có mặt thật sự thì trà nó cũng có mặt thật sự, và sự tiếp xúc giữa mình với trà là sự sống đích thực. Và khi mình uống trà như vậy, có niệm có định thì uống trà rất là ngọt. Còn nếu không, tất trà chỉ là một bóng ma mà thôi. Cái người thương của mình cũng vậy, nếu mình không có niệm, mình không có ý thức rằng người thương của mình ở đó, thì người thương của mình chỉ là một bóng ma thôi. Mình chỉ sống với những bóng ma. Và vì vậy cho nên có niệm, có định, tất cả đều trở thành sự thật. Và cái điều đó đem lại rất là nhiều niềm vui và rất là nhiều hạnh phúc, gọi là niệm sinh ý lạc, định sinh ý lạc. Mình càng tập trung từng nào thì cái hạnh phúc nó càng lớn từng đó. Và khi mà mình có niệm và có định thì mình có tuệ. Tuệ tức là cái thấy. Nếu mà mình có chánh niệm và mình tập trung cho vững thì mình nhìn và mình thấy rất là rõ, rất là sâu, và mình có được cái thấy. Và cái thấy đó đem lại cho mình rất là nhiều hạnh phúc. Cái đó là tuệ sinh ý lạc. Và vì vậy cho nên cái người tu, cái người hành giả khôn ngoan có khả năng chế tác sự mừng vui và hạnh phúc, hay là bất cứ vào giây phút nào sử dụng những cái phương pháp buông bỏ, chánh niệm, chánh định và tuệ giác.